Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Các anh chị và các bạn nào tài chính của mình lanh hoanh 450 triệu cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ sedan rộng rãi, thoải mái, nhiều option, form dáng đẹp, trẻ trung, thể thao, tham khảo và chốt ngay em này các anh chị nha. Thì bên cạnh Toàn đây là MZ5 phiên bản lắp bản cao cấp nhất đời 2022 các anh chị. Xe mới đi có 22.000 km thôi. Bên Toàn đang bán em này với giá là 468 triệu các anh chị nha. Màu vàng rất là tươi, rất là đẹp luôn. Bây giờ Toàn mời mọi người cùng Toàn nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe ha. Những anh chị nào mình phong thủy, mình hợp màu này, hoặc là mình đang cần tìm mua cho mình một cái chiếc xe form dáng thể thao, chốt ngay em này. Màu khá xinh các anh chị, nước sơn không trầy xước, móp méo gì hết nha. Và em này đời cao, tiền còn hỗ trợ trả góp lên đến 70%. Cần tư vấn chi tiết hơn về những thủ tục trả góp, như là trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào, thì alo Tiền thì sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Em này thì biển Sài Gòn các anh chị, biển Sài Gòn ha. Bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Chưa để thì gắn này lại cho các anh chị ha. Rồi, xe đã có cam 360 rồi các anh chị, đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền nhé. Nắp capo không trầy xước các anh chị. Ở đây đèn là đèn bi các anh chị nha. Cản cũng không có bị trầy xước gì hết. Mặt ga lăng rất là hầm hố, rất là thể thao luôn các anh chị nè. Mối nối cản ha, còn rất thích. Đó, liền lạc đồng màu từ trước ra sau. Lớp độ gây gió còn khá sâu. Và mâm ở đây là không có bị trầy xước gì hết các anh chị. Xe này thì tuần thứ vỏ là tuần thứ 41 của 2021 các anh chị ha. Cuối 2021 vỏ zin nha. Đăng kiểm đường bộ cũng tới tháng 9 của năm 2024 các anh chị. Đã dán phim cho mình rồi nè. Tay nắm cửa thì cùng màu với lại thân xe. Bên hông xe rất là đẹp luôn. Đó, tất cả xe bên Tuyền khi mà bán ra thì luôn cam kết với các anh chị, xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tô động cơ và hộp số, bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và em này đời cao, còn bảo hành chính hãng, mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường các anh chị nha. Đèn phía sau nè các anh chị, đó, rất là đẹp luôn, đèn led các anh chị ha. Đã có cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ các anh chị. Nhìn sơ phần gầm giúp tôi, sáng đẹp không vấn đề gì hết các anh chị ha. Đó, rồi, ok, cốp nè các anh chị. Em này thì phân khúc sedan hạng C nên cốp cực kỳ rộng luôn các anh chị ha. Lớp dự phòng chưa sử dụng, con đội tay quay được đặt trên đây rất là gọn gàng các anh chị. Nỉ rồi rất là sạch các anh chị ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất các anh chị nhé. Em này mới lắm, mới 98-99%. Ghế da nguyên zin, chất da rất căng, rất đẹp các anh chị. Sàn đây là sàn nguyên bản, trần nguyên bản, có cửa sổ trời nhé. Đấy, xe này thì ghế là ghế lái chỉnh điện các anh chị. Vô lăng nè, rất là thể thao các anh chị ha. Có tích hợp những cái phím bấm ở trên vô lăng như thế này các anh chị. Có cả ruy control các anh chị nhé. Rồi, nhìn sơ đồng hồ giúp Tuyền nè. Xe đi 22.951 km chuẩn nha. Táp lô không trầy xước các anh chị nè. Ở đây thì một cái màn hình zin theo xe, khá là xịn sò ha. Những cái phím bấm còn mới keng à. Dưới này có sạc không dây cho mình nè. Cần số rất là đẹp, phanh tay điện tử auto hold. Đây là chìa khóa của MC5 các anh chị ha. Trên này thì có cửa sổ trời nữa, thì sẽ mở thử cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình xem. Còn hoạt động rất là tốt, rất là mượt mà các anh chị, và một chạm nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nhé. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ nè. Anh chị mình ở tỉnh xa, nếu mà thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được, thì xem hết video của Tuyền ngày hôm nay rồi chuyển khoản đặt cọc trước giúp bên Tuyền tầm khoảng 10 triệu, 20 triệu mình giữ cái xe lại các anh chị nhé. Rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe. Lên xem xe cứ đi test hãng thoải mái. Nếu không đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết thì sẽ hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những cái chi phí test hãng đó ha. Còn được nữa thì sẽ hỗ trợ giao xe luôn. Đó, nên là các anh chị nhà mình yên tâm giao xe tận nhà cho các anh chị luôn ha. Rồi, nhìn sơ giúp Tuyền phần ốc của nắp capo cũng như là keo chỉ capo nhé. Nguyên zin, khung sườn, máy móc nguyên zin các anh chị. Đấy, ốc máy nè, nhìn sơ phần ốc máy giúp Tuyền các anh chị ha. Ốc S sơn phết còn đầy đủ, tem mát từ nhà máy vẫn còn. Bên Tuyền thì nói không có xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Bên Tuyền bán xe thì có cam kết bằng hợp đồng, văn bản rõ ràng, chứ không có nói miệng suông, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nhé. Rồi, tôi nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị nhé.
MC5 phiên bản lắp bản cao cấp nhất đời 2022, mới đi có 22.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 468 triệu, và giá đây Tiền báo thì còn bớt lọc lá cho các anh chị nào thiện chí mua xe nhanh gọn và lẹ nữa nhé. Hiện tại thì phân khúc xe bên Tiền cũng còn một số các dòng xe khác như là Civic bản G đời 2019 màu trắng nè, màu xanh các anh chị ha, thêm một chiếc bản G đời 2020 nữa. Ngoài ra thì Tiền còn Kia K3 phiên bản luxury đời 2021 màu đen nè. Những chiếc xe 5 chỗ nhỏ gọn bên Tiền cũng còn đang trên đường về Hyundai Accent đời 2021 màu đỏ rất là tươi, rất là đẹp luôn. Có cả Honda Brio hay là Toyota Wigo Tiền cũng có. 5 chỗ gầm cao là Kia Seltos các anh chị đời 2020-2021 bản premium, cực đẹp luôn. Đấy, có màu trắng, màu cam và màu đỏ. Anh chị có quan tâm tới những chiếc xe đó thì alo Tiền, Tiền gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Tiền đi, để khi có xe mới nhất bên Tiền về, Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.